Nay em lại tiếp tục sửa một con máy Samut 5800G cho anh Đỗ Duy Cao ở huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc nhá. Con này 5800 đời cổ luôn, rất là bền anh em ạ. Thì anh đánh rất là lâu rồi mà ít hỏng hóc. Thì mình đợt này thì bị bệnh nên là phải gửi về cho bác sĩ khám. Thì em sửa xong cho anh ấy và test máy cho anh xem và nói qua về cấu hình của con này. Thì con này là đời cổ thì nó chạy tụ 1000mi anh em nhá. Đấy, chạy tụ 450V 1000mi, 4 tụ luôn đấy. Cũng chạy hệ 24V thôi, cũng 32F anh em nhá. 6 tụ băm 8UF. Đấy, test luôn anh em thấy nhá, chạy điện 24V này, test này, bấm tải này. Rất khỏe anh em nhá. Sửa máy này, máy chạy rất là ok, đã vệ sinh lại bên trong màng nhện màng nhiết nhá. Lâu lắm rồi anh không tháo ra thì mình vệ sinh hết lại rồi. Máy chạy rất là ok. Đấy. Đánh thử điện áp anh cá trắng băm chậm thế nào. Anh đánh con này đánh rất là sâu, đạt độ sâu anh đánh rất tốt luôn. Đấy, chạy ok anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua máy hay sửa máy thì liên hệ mình với số điện thoại 0969449392 các bạn Zalo mình nhá. Ok anh em. Chào anh em nhá.